Thưa quý vị, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ hỗ trợ các hành động của quốc tế trong việc đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay phản lực F-16. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo các nước phương Tây nếu tiếp tục bám theo kịch bản leo thang sẽ mang lại những rủi ro lớn cho họ. Ông nói rằng, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ tính đến điều đó khi lập kế hoạch. Chúng tôi có tất cả biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Trước đó, NBC News đưa tin, Mỹ và các đồng minh có ý định gửi máy bay phản lực F-16 tới Ukraine, máy bay có thể do các đồng minh của Washington cung cấp. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ hỗ trợ các hành động của quốc tế trong việc đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay phản lực F-16. Trong khi đó, hai quốc gia NATO là Anh và Hà Lan nhất trí thành lập liên minh quốc tế nhằm cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine để đối phó Nga. Hôm 15 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Chequers, nơi nghỉ dưỡng của người đứng đầu chính phủ Anh. Ông Zelensky cho biết hai lãnh đạo đã thảo luận về chủ đề máy bay chiến đấu vì Ukraine không thể kiểm soát bầu trời và tích cực thuyết phục Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cung cấp tiêm kích. Hồi tháng 2, Anh cho biết họ sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine theo các tiêu chuẩn của NATO. Vào ngày 15 tháng 5, Anh đã nhắc lại việc này, nhấn mạnh đây là kế hoạch giúp xây dựng một lực lượng không quân mới của Ukraine với các máy bay phản lực F-16 theo tiêu chuẩn của NATO. Thưa quý vị, trang tin AVR Pro hôm 19 tháng 5 đưa tin quân đội Nga đã tiến hành nhiều vụ tập kích bằng máy bay chiến đấu nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại thành phố cảng Odessa trong đêm 17 tháng 5, rạng sáng ngày 18 tháng 5. Trong các vụ tập kích trên, máy bay Nga đã ném bom xuống một căn cứ hậu cần chiến lược của quân đội Ukraine tại Odessa. Đây là nơi tập trung vũ khí và đạn dược mà các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Vụ tập kích khiến căn cứ này bị hư hỏng nặng nề. Nhiều vũ khí và trang thiết bị khí tài của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Một số nguồn tin cho biết, vào thời điểm trước khi vụ tấn công xảy ra, một số xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do phương Tây gửi cho Ukraine đã được triển khai tại căn cứ này nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ của quân đội Ukraine. Theo các nhân chứng, 10 tiếng nổ lớn đã vang lên tại thành phố cảng Odessa sau vụ tập kích. Lực lượng chức năng Ukraine thừa nhận một cuộc tấn công hiệp đồng của tên lửa và máy bay chiến đấu Nga đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho thành phố này. Nhà chức trách Ukraine cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng cùng một người khác bị thương sau vụ tấn công của quân đội Nga. Thành phố Odessa là hải cảng quan trọng nhất của Ukraine, nằm bên bờ biển Đen và chỉ cách biên giới Moldova khoảng 35 km. Thành phố này có vị trí chiến lược không chỉ trong thế trận phòng thủ mà còn với toàn bộ nền kinh tế Ukraine. Đây là con đường xuất khẩu chủ lực của nông sản và hàng hóa Ukraine ra thị trường quốc tế. Với vị trí chiến lược, Odessa thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích hỏa lực từ phía quân đội Nga. Bên cạnh đó, nhiều thủy lôi đã được Moscow thả quanh Odessa để phong tỏa hải cảng quan trọng này. Trước đó, ông Zurianat, người phát ngôn của không quân Ukraine, cáo buộc quân đội Nga đã phóng 8 tên lửa hành trình chống hạm KH-22 nhằm vào thành phố Odessa trong vụ tập kích diễn ra vào đêm ngày 7 tháng 5. Rạng sáng ngày 8 tháng 5. Tên lửa KH-22 còn được biết đến với biệt danh tên lửa không thể cản phá của quân đội Nga. Theo ông Inat, các tên lửa trên đã được phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 từ khu vực mũi Takhankut ở bán đảo Crimea. Một nhà kho của công ty thực phẩm, một khu nghỉ dưỡng ven bờ biển Đen cùng nhiều tài sản tại Odessa đã bị đánh trúng và gây hư hỏng. Tuy nhiên, ông Inat khẳng định một số tên lửa KH-22 đã không bay được tới mục tiêu. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut chiến lược ở Donbass sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Chiến dịch trong thành phố đã được thực hiện bởi các hoạt động tấn công của lực lượng Wagner cùng với sự hỗ trợ từ trên không và pháo binh từ quân thường trực Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine lại cho rằng những tuyên bố này được đưa ra quá sớm. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin thông báo trên truyền thông rằng lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Tổng thống Putin cũng chúc mừng các thành viên của Wagner và quân thường trực Nga vì nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố này. Ukraine phủ nhận việc thành phố này hoàn toàn rơi vào tay Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malia cho rằng
những tuyên bố về việc kiểm soát Bakhmut được đưa ra quá sớm. Trong một bài viết trên Telegram, chưa đầy một tiếng sau tuyên bố của lãnh đạo Wagner, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine thừa nhận tình hình Bakhmut rất căng thẳng, nhưng quân đội Ukraine vẫn cố thủ tại một quận ở rìa phía tây Bakhmut. Bà Anna Melia nói, hiện nay, quân đội chúng tôi đang kiểm soát một số cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp cũng như một khu vực tư nhân. Ông Prigozhin cho biết sẽ chuyển giao quyền kiểm soát Bakhmut cho quân đội Nga vào ngày 25 tháng 5. Trong khi Nga tiếp tục tiến công theo các con đường vào thành phố, thì trong hai tuần qua, Ukraine tuyên bố đã nỗ lực giành lại được một số khu vực nhỏ do Nga kiểm soát ở phía Tây Bắc và Tây Nam thành phố. Bakhmut đã trở thành nơi giao tranh ác liệt trong nhiều tháng qua, khi quân đội Nga gần như bao vây thành phố và đẩy quân đội Ukraine khỏi các vùng ngoại ô phía Tây. Thưa quý vị, báo cáo của Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh RUSI cho hay, quân đội Nga đã học hỏi từ những thiếu sót trước đây và đang trở thành đối thủ ngày càng thách thức hơn của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Theo các nhà quan sát, quân đội Nga đang dần thích nghi và chỉ ra những cải thiện trong các lực lượng khác nhau của Nga, từ các đơn vị kỹ thuật đến các lữ đoàn pháo binh và tăng thiết giáp. Các tác giả của báo cáo là Jack Watling và Nick Reno nhận định Ukraine sẽ đối mặt với những thách thức chiến thuật to lớn trong cuộc phản công sắp tới. RUSI cho rằng gần đây, quân đội Nga đã xác định được những thiếu sót của mình và cải thiện chiến lược để phối hợp và phản ứng hiệu quả hơn. Theo các nhà quan sát trên, quân đội Nga đang dần thích nghi. Họ chỉ ra những cải thiện trong các lực lượng khác nhau của Nga, từ các đơn vị kỹ thuật đến các lữ đoàn pháo binh và tăng thiết giáp. Báo cáo của RUSI cũng nhấn mạnh sức mạnh của các hệ thống phòng không Nga và các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Báo cáo này đánh giá chiều sâu trong các hệ thống phòng thủ của Nga đồng nghĩa với việc Ukraine phải xây dựng năng lực chiến đấu mạnh mẽ để thâm nhập vào các phòng tuyến của Nga trước những pháo đài phòng thủ gần như không có khả năng vượt qua. Dù vậy, ông Watling cho rằng Ukraine vẫn có thể hoàn thành các mục tiêu phản công của mình và đạt được kết quả đáng kể nhờ việc sử dụng sáng tạo các phương tiện được cung cấp. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng điều này sẽ phải trả giá đắt. Chuyên gia của RUSI nhận định, thách thức của Ukraine có thể vượt qua nhưng rất đáng kể, không có thành công nào được đảm bảo. Nước này vẫn cần sự hỗ trợ lâu dài.